tất cả các bạn đã quay trở lại với Di Động Việt. Thế giới di động của năm 2019 thực sự tuyệt vời theo rất nhiều khía cạnh khác nhau. Nó khác hoàn toàn so với sự nhàm chán của năm 2018, khi mà nhà nhà tay thỏ, người người tay thỏ để học tập theo hãng nào đấy mà ai cũng biết là hãng nào rồi, đúng không? Đến năm 2019 này thì trào lưu đó đã bị loại bỏ hoàn toàn và các nhà sản xuất đã mạnh dạn hơn nhiều trong việc mang thiết kế di động đi theo nhiều trường phái khác nhau. Từ thò thụt, đục lỗ cho đến thác nước hay là màn dẻo có thể gập, tất cả đều dễ dàng tạo được thiện cảm nhất định về thiết kế. Nhưng sau tất cả thì sự sáng tạo nhất về phần cứng theo hướng có lợi cho người dùng của năm nay đang hướng về một chiếc điện thoại khác, đó chính là chiếc Surface Duo của Microsoft. Có lẽ phải chờ đến 5 năm kể từ khi mua lại và thất bại cùng với Nokia thì Microsoft mới đủ dũng cảm để tự làm một chiếc điện thoại Android cho riêng họ, mà còn không phải là một mẫu máy rẻ tiền. Chiếc điện thoại Android mới nhất của Surface sẽ đánh trực tiếp vào phân khúc flagship với lợi thế, hoặc cũng có thể là bất lợi, chính là về thiết kế. Nó là một chiếc smartphone hai màn hình với logo Windows phía sau lưng, một chiếc smartphone Android cùng với đầy đủ các ứng dụng của Google cùng với chợ Google Play, nhưng cũng là một chiếc smartphone Android với các ứng dụng làm việc và liên lạc của Microsoft. Rõ ràng là ý tưởng về smartphone hai màn hình chẳng phải là mới, nhưng tại sao chỉ trong một sự kiện mà Microsoft lại có thể khiến nhiều người phấn khích tới như vậy? Thực tế để giải thích cho vấn đề này khá là đơn giản, bởi vì thực thì cái chất của dòng Surface luôn nằm theo hướng vừa có ý nghĩa với người dùng và vừa có ý nghĩa dẫn dắt các nhà sản xuất khác ứng dụng theo. Nếu như điện thoại hai màn hình trong năm nay của các hãng di động dù nhiều nhưng vấn đề cũng quá nhiều, đơn giản như là Galaxy Fold hay là Mate X có khả năng lỗi quá cao, còn trong quá khứ thì chúng ta cũng có điện thoại hai màn hình của Kyocera, NEC hay là ZTE nhưng đều có đặc điểm chung là tính tương thích quá kém. Chỉ có Microsoft với chiếc Neo đang hứa hẹn khắc phục tất cả những vấn đề trên. Cùng là hai màn hình, nhưng Microsoft sẵn sàng phân tách làm đôi với G phân cách ở giữa để tránh tất cả các vấn đề về độ bền đang tiềm tàng với công nghệ màn hình dẻo. Quan trọng hơn thì Microsoft hướng người dùng sử dụng hai màn hình theo cách phân tách chiều dọc. Có người dùng Windows nào chưa từng chia desktop của mình ra làm hai nửa trái phải cho hai ứng dụng song song hay không? Có ai dùng Windows mà lại không thích đa nhiệm hay là không thích kết hợp hai ứng dụng đặt cạnh nhau một cách liên tục liền mạch hay không? Trải nghiệm Surface Neo và Surface Duo ngày hôm nay cũng chỉ là sự kế thừa cho trải nghiệm hết sức quen thuộc ấy mà thôi. Điểm khác biệt nằm ở chỗ là chúng gập lại được, và khi gập thì người dùng có một thiết bị đủ mỏng để cầm trên tay một cách thoải mái, qua đó có thể xem phim để gọi điện hay là đơn giản là để cầm đi cầm lại trong văn phòng. Microsoft đã thực sự phát triển những ý tưởng hoang đường trở thành những sản phẩm cực kỳ thực tế, hay chính xác thì chỉ có một công ty có đủ lực và đủ tâm huyết mới có thể biến những cái ý tưởng cũ đã thành thất bại thành những cái sản phẩm thiết thực nhất cho người dùng mà thôi. Đó chính là cách mà Microsoft từ một kẻ vô danh trên di động đã lột xác để trở thành một ông vua về tính thiết thực và tính sáng tạo theo hướng có lợi cho người dùng với chiếc Surface Duo này. Vậy còn ý kiến các bạn thì sao? Các bạn thấy sao về chiếc Surface Duo này? Hãy để lại comment bên dưới video này cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì Di Động Việt xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.